Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Thời gian qua tại khu du lịch suối Cá Thần Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, xuất hiện con bò sáu chân hai đuôi kỳ quái thu hút hàng nghìn người hiếu kỳ tới xem khi đến tham quan vãng cảnh tại suối Cá Thần. Qua quan sát, gần hang cá ra vào và sát chân đường lên hang núi, có tấm biển quảng bá hiện tượng lạ, bò sáu chân hai đuôi. Tiếp đó bên trong khu nhà riêng, chủ bò căn bạc dựng rạp, phía trên có biển quảng bá, quý khách tham quan hiện tượng lạ, bò sáu chân bên suối cá. Phía dưới gia chủ tổ chức làng đường và thu tiền vào xem bò, mỗi người nếu muốn vào xem bò phải bỏ 7.000 đồng. Bên cạnh người đàn ông thu tiền có hộp đựng tiền ghi hỗ trợ gia đình nuôi bò sáu chân 7.000 đồng một người. Phía trong là chú bò khá đặc biệt, ngoài vẻ hiền lành béo tốt, bên trên gù lưng bò có hai chân và một cục thịt hình trụ giống đuôi buông xuống chân trước bên trái. Đây là hiện tượng sinh học ít gặp. Rất đông du khách sau khi xem cá lạ đã tò mò lên xem chú bò được quảng bá là kỳ lạ này. Nhiều người tỏ ra thích thú nhưng nhiều người khác lại cảm thấy tội cho chú bò bị dị tật. Nhiều người tranh thủ chụp ảnh cùng chú bò dù gia chủ luôn nhắc nhở du khách cẩn thận kẻo bò hút, nhưng thực tế chú rất hiền lành, người lớn trẻ em đuôi nhau chụp ảnh cùng. Theo gia chủ, chú bò béo tốt này đã được 6 năm tuổi, hàng ngày chú được gia đình chăm sóc cho ăn uống tắm rửa cẩn thận. Theo tìm hiểu, chú bò này được đưa từ huyện Bá Thước xuống địa điểm du lịch này đã lâu. Chủ bò đã thuê địa điểm là nhà dân nằm bên trong khu du lịch suối cá Cẩm Lương để phục vụ du khách có người muốn mua lại chú bò trên với giá cao hơn nhiều lần bò bình thường nhưng chủ không bán. Ông Đỗ Ngọc Hoàng giám đốc trung tâm văn hóa huyện Cẩm Thủy xác nhận các thông tin về chú bò được cho là kỳ lạ nói trên và cho biết thêm do đây là nhà dân và khu du lịch cũng đang cần thêm điểm nhấn nên ban quản lý tiếp tục cho phép gia đình tổ chức cho du khách xem bò. Gia đình cho thuê nhà và chủ bò đã báo cáo chính quyền địa phương Ban quản lý cũng thường xuyên nhắc nhở đảm bảo vệ sinh, an ninh, an toàn. Chủ tịch xã Thành Yên, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa cho hay, việc thực hiện chính sách cấp trâu bò giống cho hộ nghèo tại thôn Thành Tân chưa công khai minh bạch. Cuối năm 2023, theo phân bổ, thôn Thành Tân có 16 hộ nghèo, được cấp 16 con trâu bò giống. Mỗi con trâu nhà nước cấp trị giá 16 triệu đồng. Mỗi con bò trị giá 13 triệu đồng. Đồng thời, nhà nước hỗ trợ thêm 2 triệu đồng cho hộ nghèo làm chuồng trại. Ông Đinh Xuân Tính, bí thư chi bộ trưởng thôn được nhận một con trâu và ông Đinh Văn Tiên, phó bí thư chi bộ thôn Thành Tân được nhận một con bò dự án. Điều đáng nói cán bộ thôn Thành Tân không thông báo rộng rãi, không tổ chức họp dân thông báo chủ trương của nhà nước để bình xét danh sách các hộ nghèo nhận trâu bò lần này do lãnh đạo thôn lập. Việc này khiến người dân thôn Thành Tân rất bất bình. Theo tìm hiểu, hộ bà Quách Thị Tế là hộ nghèo của thôn Thành Tân. Bà Tế hiện sống một mình trong căn nhà gỗ siêu vẹo tạm bỡ. Đồ đạc trong nhà không có gì đáng giá dù đã lớn tuổi nhưng hàng ngày, bà Tế vẫn phải đi làm cỏ chặt mía thuê để lấy tiền đông gạo. Bà Tế cho hay, mình không biết về chính sách cấp trâu bò giống cho hộ nghèo lần này và hộ gia đình bà cũng không được nhận. Theo bà, nếu được cấp trâu bò giống, bà vẫn đủ điều kiện sức khỏe để chăn nuôi vì hàng ngày vẫn phải ra đồng làm thuê, mưu sinh. Ngày 25 tháng 2, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thành Yên, chủ trì cùng với ban công tác mặt trận thôn Thành Tân tổ chức họp toàn bộ các hộ dân của thôn này để soát xét, bình bầu lại danh sách các hộ được cấp trâu bò. 131 trên 171 hộ dân của thôn tham dự cuộc họp này. Theo ông Phương tại cuộc họp, nhiều hộ dân phản ánh việc lãnh đạo thôn không tiến hành họp dân để công khai bình bầu các hộ nghèo được nhận trâu bò do nhà nước cấp. Chủ tịch xã Thành Yên xác định lãnh đạo thôn Thành Tân chưa thực hiện công khai minh bạch, chưa thực hiện công tác dân chủ trong việc bình xét cấp trâu bò lần này. Ông Đinh Xuân Tính, bí thư chi bộ kim trưởng thôn Thành Tân giải thích. Trong số hộ nghèo được nhận trâu bò có cả gia đình tôi nhận một con trâu bởi vì gia đình tôi cũng thuộc diện hộ nghèo nhiều năm nay. Ngoài gia đình tôi còn có gia đình ông Đinh Văn Thượng, anh con nhà ông bác họ và gia đình ông Đinh Văn Tân, em trai tôi cũng nhận mỗi gia đình một con trâu thuộc dự án hỗ trợ của nhà nước. Hai hộ này cũng thuộc hộ nghèo của thôn, ông Đinh Xuân Tính nói rõ thêm. Theo ông Tính lý giải, gia đình ông thuộc diện hộ nghèo nhiều năm nay vì xuất thân từ nhà nông, bố mẹ mất sớm, vợ chồng tự lập làm nông nghiệp. Con đầu của gia đình ông đang học đại học, con thứ hai học lớp 12 cháu thứ ba học lớp 4 nên chi phí cho con học hành cũng tốn kém, kinh tế còn khó khăn. Sau khi nhận thức về việc nhận trâu chưa hợp lý chiều 25 tháng 2, tôi đã làm đơn tự nguyện trả lại con trâu của dự án cho nhà nước để người dân trong thôn bình xét hộ nghèo khác nhận trâu về nuôi. Ông Tính cho biết, theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thành Yên, phần lớn các ý kiến tại hội nghị đều thống nhất giữ nguyên danh sách các hộ được nhận trâu bò dự án lần này, không bình xét lại, vì ông Tính, bí thư chi bộ trưởng thôn và ông Tiên, phó bí thư chi bộ thôn Thành Tân cũng thuộc hộ nghèo. Liên quan đến việc bí thư chi bộ trưởng thôn và phó bí thư chi bộ đều thuộc hộ nghèo của thôn Thành Tân, ông Nguyễn Văn Phương, chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành Yên cho hay, ông mới về nhận nhiệm vụ chủ tịch xã cuối năm 2023, danh sách hộ nghèo của xã được rà soát từ trước đó và đã có quyết định phê duyệt. Việc này trong thời gian tới, xã Thành Tân sẽ cho kiểm tra, soát xét lại. Những ngày qua, thông tin và hình ảnh về đám cưới của cặp đôi ngoài 70 ở Nghệ An đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Nhân vật chính của đám cưới này là ông Nguyễn Ngọc Linh, 75 tuổi, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, cùng vợ là bà Phan Thị Lan, 70 tuổi. Ngày 25 tháng 2, vợ chồng ông Linh tổ chức đám cưới vàng kỷ niệm 50 năm ngày cưới. Gây xôn xao dư luận, hình ảnh đám cưới của cặp đôi U80 được chia sẻ khắp mạng xã hội. Nhiều người gửi lời chúc phúc và ngưỡng mộ trước tình yêu của ông bà vợ chồng ông linh không tham gia mạng xã hội thông qua con cháu ông bà biết chuyện mình đang nổi rần rần trên mạng để chuẩn bị cho đám cưới vàng vợ chồng ông linh cùng nhau đặt may lễ phục bà lan chọn áo dài xanh còn ông linh mặc vét chỉnh tề ông linh tự lên kế hoạch bỏ tiền tổ chức tiệc cưới con cháu chỉ giúp đỡ hỗ trợ một số công việc nhỏ Do con cháu, họ hàng và bạn bè hàng xóm tổng cộng hơn 300 người, nên ông Linh làm 30 mâm cổ, ông không đặt món của nhà hàng, mà dùng cây nhà lá vườn để đại khách. Ông Linh cho biết, chúng tôi dân quê, có gì đại đó. Tôi bảo con cháu làm thịt một con bê sữa 35 kg, một con lợn rừng hơn 5 kg, 40 con gà. Tất cả đều được đem nướng trên than hồng, rồi trải ra mâm đã lót lá chuối. Chúng tôi bày thêm vài chén nước chấm ở mỗi bàn. Thế là cổ bàn cũng tươm tất, bà con dự tiệc ăn uống vui vẻ. Ông Linh chỉ bỏ ra khoảng 40 triệu đồng đã có được lễ kỷ niệm 50 năm ngày cưới rình rang, không chỉ vậy ông còn thiết đãi con cháu, họ hàng xóm làng bữa ăn miễn phí. Ông bà nhất định không nhận phong bì, ông Linh cho rằng khoảng 90% khách mời là con cháu, họ hàng thì lấy tiền làm gì, mình đãi tiệc cưới để chung vui đâu phải kiếm tiền. Đặc biệt đám cưới vàng của vợ chồng ông Linh được tổ chức đầy đủ nghi lễ. Trước cưới một ngày, ông Linh chở bà Lan về nhà ngoại. Hôm sau, ông cùng con cháu họ hàng đi trên 25 chiếc ô tô đến rước dâu. Bà Lan bẽn lẽn nắm tay chồng, bước lên xe hoa. Người mẹ 90 tuổi của bà Lan một lần nữa chúc phúc cho con gái tuổi 70. Đoàn xe rước dâu rời nhà gái về đến hôn trường. Ông Linh dắt tay vợ lên sân khấu trong tiếng hò reo, pháo giấy rợp trời. Họ cùng trao nhẫn các bánh kem rót rượu như một đám cưới thật sự. Được biết ông bà quyết tâm làm đám cưới vàng để bù đắp những năm tháng thiếu thốn, ông Linh bày tỏ sự bất ngờ xen lẫn vui thích. Ý tưởng tổ chức đám cưới vàng được ông Linh ấp ủ từ 6 tháng trước. Ông chia sẻ mong muốn này với vợ và nhận được sự nhất trí cao. Ngày xưa gia đình tôi từ nơi khác đến nghĩa đàn khai hoang, vợ tôi cũng theo bố mẹ đến đây lập nghiệp. Chúng tôi biết nhau và nảy sinh tình cảm, đến năm 1974 khi cất xong nhà tạm, chúng tôi tổ chức đám cưới trong điều kiện thiếu thốn đủ thứ. Lễ cưới diễn ra vào ngày 16 tháng 1 năm 1974 âm lịch, trước sự chứng kiến của người thân và dân làng. Hôm đó chúng tôi không có lễ phục để mặc, sân khấu và phong màn dựng tạm bằng vách vơi lúa, rồi dùng chăn màn quay lại. Tiệc cưới đãi bà con bằng cơm đồn sắn không có tiếng nhạc sập sinh, dù vậy mọi người rất đoàn kết vui vẻ chúc phúc cho vợ chồng tôi, ông Linh kể. Ngày 16 tháng 1 năm 2024, âm lịch, Tức ngày 25 tháng 2 năm 2024, dương lịch là tròn 50 năm ngày cưới của vợ chồng ông Linh. Hiện tại kinh tế gia đình ông Linh đã ổn định, 8 người con yên bề gia thất. Trước đám cưới vàng ông Linh đã đặt sẵn khách sạn cùng vợ hưởng tuần trăng mật ở cửa lò. Gian khổ đã qua, con cái trưởng thành, đây là lúc ông bà tận hưởng tuổi già hạnh phúc.